Thầy chân tín ở Việt Nam đó, thầy nhỏ hơn tôi đó, đáng em út luôn. Nhưng mà tôi tâm đắc với thầy chân tín có một cái điều như thế này. Thế thì tôi giới thiệu rồi quý vị, khi nào quý vị mà có cái quyển kinh của chùa Hoằng Pháp mà Ấn Tống đó, quý vị lật ra phía đằng sau đó, quý vị đọc với lời của thầy chân tín đó, tôi rất là tâm đắc. Thầy nói thế này: mình không có khả năng mình cho người ta cơm gạo, không có khả năng, nhưng mà mình chỉ in một cái quyển kinh nhỏ, tiền rất ít, mà mình cho người ta đọc, ở trong cái nội dung đó người ta tâm đắc một cái câu kinh ở trong đó, người ta thực hành, người ta tu tập, thì cuộc đời người ta được an lạc cả một cuộc đời hiện tại, và sau khi chết họ được an lạc ở trong tương lai nữa. Tôi nói thầy có cái suy nghĩ nhỏ mà thầy có cái suy nghĩ hay quá, hay quá. Cho nên tôi đi giảng chỗ nào tôi cũng nói cái đó hết. Không phải tôi tuyên truyền cho thầy chân tín, nhưng mà tôi tâm đắc ở chỗ đó. Bởi vì nó là pháp thí lớn lắm. Có thể mình cho họ một 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 số gạo 5 kg 3 kg gì đó, họ về họ nấu, con cái họ ăn 1 ngày 2 ngày hết đó nè. Nhưng mà cái việc làm ác của họ là suốt đời họ không bỏ được, cái việc sai trái của họ là suốt đời họ không bỏ được, nhưng mà họ chỉ no cái bụng thôi. Còn người ta đọc được cái quyển kinh đó, trong đó họ nghe Đức Phật dạy, rồi họ tu tập, chỉ một điều nhỏ thôi mà họ họ làm được cái việc đó, thì cuộc đời hiện tại của họ được an lạc và tương lai của họ cũng được an lạc. Tôi minh họa cái chỗ này để quý vị thấy cái nghĩa thứ hai, tức là pháp thí. Thế thì Phật tử chùa Phước Lâm tôi có 3 cái chùa. Hiện giờ tôi ở cái chùa Hội Phước là cái chùa hội, còn cái chùa Phước Lâm là của sư phụ, tôi viên tịch sư phụ giao lại cho tôi. Tôi coi cái chùa Phước Lâm, chùa đó cổ lắm, xây năm 1860, và hiện chùa Phước Lâm tôi có một cái tượng thần Venu, tức là ở thế kỷ thứ 13, tức là cổ nhất, cho nên được xếp văn hóa nó xếp là nghệ thuật kiến trúc. Chùa đó cổ lắm. Thì Phật tử của chùa Phước Lâm tôi có cái gia đình, cái anh này nghĩa là ảnh đối đãi với cha mẹ ảnh phải nói là tàn nhẫn, con mà đối với cha mẹ hết sức là tàn nhẫn. Sao là tàn nhẫn? Nghĩa là anh ra lệnh mà ông già bà già không có làm theo là bỏ đói. Quý vị thấy tàn nhẫn không? Nhưng mà anh nuôi con chó trong nhà là anh rất là cưng con chó, rất là thương con chó, ôm con chó hung. Thế mà ông già bà già nó nhẫn tâm bỏ đói. Tôi dùng cái từ tàn nhẫn là thiệt là không còn cái từ nào để tôi nói. Tôi nói trước có ngôi Tam Bảo. Thì hôm đó anh đến chùa, không phải là anh chùa đến chùa tu học, mà anh đến anh xin ở ngoài vườn chùa có cái loại cái cây mà ta nấu xong, anh đến anh xin về anh nấu xong cho vợ anh. Tôi mới sẵn cầm mấy cái quyển sách ở trên tay mà trên chùa Hoằng Pháp mà mới gửi về tôi, để mà tôi cho Phật tử, tôi cho anh một quyển. Thì tôi nghĩ rằng cũng là xã giao thôi, chứ là tôi không có nghĩ rằng là cái quyển sách này nó có tác dụng lớn lao như vậy. Thì trong đó anh về anh đọc câu chuyện con chim quanh vũ mà hiếu với cha mẹ. Con chim quanh vũ, cha mẹ nó mù trên núi Tuyết Sơn, đó là câu chuyện tiền thân của Đức Đức Phật. Thì ông Điền Chủ đó mới là cấy lúa rồi phát nguyện người con nào hiếu thảo thì sẽ đến nhặt lúa của ông mang về nuôi cha mẹ. Thì hàng ngày chim quanh vũ
mới đến nhặt lúa của ông điền chủ, bay về núi Tuyết Sơn để nuôi cha mẹ, thì cái người giữ ruộng của ông điền chủ đó mới báo cho ông điền chủ là có cái loài chim nó đến nó phá mùa màng của ông. Bởi vì ông điền chủ là cho những người hiếu thảo với cha mẹ được nhặt lúa của ông về nuôi cha mẹ, chứ đâu có cho chim két không cho. Nhưng mà thì cái ông điền chủ ông mới ra lệnh là gài bắt cho được con chim quanh vũ đem nạp cho ông. Thì khi mà gài được nạp cho ông thì ông điền chủ ông giận lắm. Ông mới nói là chỉ mặt ông nói tại sao nhà ngươi loài nghiệt súc cầm thú sao dám đến phá mùa màng của ta. Ta cấy lúa ta cho những người con hiếu thảo chứ đâu ta đâu có cho loài cầm thú như các ngươi. Các ngươi cái tội đáng chết. Ông giận dữ lắm. Thế chim quanh vũ mới bình tĩnh thưa ông. Cái lời phát nguyện của ông có nhớ không? Ông cho những người con hiếu thảo được quyền nhặt lúa của ông về nuôi cha mẹ. Thưa ông, cha mẹ tôi mù ở trên núi Tuyết Sơn, không tự bay đi kiếm ăn được. Cho nên hàng ngày tôi nghe ông phát nguyện, tôi mừng quá, tôi đến nhặt lúa của ông về nuôi cha mẹ tôi, chứ tôi đâu có phá mùa màng của ông. Thế ông điền chủ cảm động quá. Cảm động quá. Ông mới say lời, ông nói với tất cả mọi người trong nhà ông, các người có thấy không? Loài cầm thú kia còn biết hiếu thảo với cha mẹ, nếu con người mà bất hiếu với cha mẹ, thua loài cầm thú. Thế thì cái anh này đọc được cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật đó. Và bắt đầu anh có hiếu thảo với cha mẹ. Rồi những người chung quanh đó họ mới thấy sau này cái anh này tự nhiên đổi 180 độ. Ngày trước thì hịnh nộ cha mẹ, bỏ đói cha mẹ, nhưng mà từ mấy ngày hôm nay thấy anh có hiếu với cha mẹ là vì anh đọc được cái quyển sách đó. Cho nên á, tôi tâm đắc với thầy chân tín là vì thầy có một cái nguyện của thầy làm cái việc đó gọi là pháp thí, thì đó là một cái ý nghĩa chưa trọn vẹn. Cái ý thứ hai đó là pháp thí này đó ai cũng làm được, chứ không phải là thầy chân tín làm, không phải tôi đi thuyết pháp, không phải là thượng tọa trụ trì ở đây là thuyết pháp để cho Phật tử tu hành, mà ai cũng làm được. Đó là gì? Cái lời nói của chúng ta gọi là ái ngữ. Tôi nghĩ là cái việc này là Phật tử chúng ta ai cũng làm được. Trong cái tứ nhiếp pháp đó, nó có cái nghĩa là một trong tứ nhiếp pháp là ái ngữ, có nghĩa là chúng ta dùng cái lời nói khéo léo, chúng ta hòa giải được cái sự xung đột của gia đình hai vợ chồng. Hai vợ chồng nó xung đột, nhưng mà mình là cái người Phật tử là thiện hữu tri thức, dùng cái lời nói khéo mà mình hóa giải được để cho hai vợ chồng này đoàn kết sum họp lại, không có tan rã. Đó là một cái hình thức mà chúng ta làm được cái việc bố thí, chứ không phải là nói kinh, không phải là giảng pháp, mà ta dùng cái lời ái ngữ. Có cái trường hợp này thì không nên quý vị. Cái trường hợp này không nên. Hai vợ chồng đánh lộn mà cái ông chồng thì nhịn bà vợ hay lắm. Thì cái người này là khách quan mà, họ nhìn họ thấy, thấy ông chồng nhịn bà vợ. Thì cái người khách quan này nói sao mấy? Mày hay đó, mày nhịn vợ mà chứ gặp tao đâu đập chết à. Chúng ta không nên nói thế. Bởi vì sao? Lửa cháy thì mình phải kéo bớt ra chứ. Đằng này lửa cháy mình đun củi rồi mình quạt thêm cho lửa nó lên thêm, cái đó không nên. Tại sao mình biết mình khen cái người chồng đó, mày hay, mình khen người ta rồi. Chứ gặp tao tao đập chết. Mày hay thôi, đừng có nói gặp tao tao đập chết, cái đó là nguy hiểm. Nên là Phật tử chúng ta không nên nói cái đó. Mà chúng ta nói cách gì đó để cho hai cái người
hai vợ chồng này họ đang mâu thuẫn, họ đang tranh cãi, họ đang bất hòa đó, cho họ trở lại cái đầm ấm hạnh phúc gia đình. Đó là cái phương pháp bố thí. Hay là chúng ta có một cái bài thuốc gọi là thuốc gia truyền. Người Tây thì không có cái đó, chứ người Việt mình thì hay có cái đó lắm. Có cái bài thuốc gia truyền thì mình giữ lại, mình không cho mất, để lại con, để lại cháu, chứ mình không có nói cho ai hết. Bây giờ mình chỉ cho người bệnh một cái bài thuốc không có giá đáng gì, nhưng mà người ta uống, người ta hết bệnh, giúp cho người ta được. Thì cũng đó là cái hình thức mà bố thí bằng pháp thí. Tôi nói lại, lời nói hay là một cái giúp đỡ cho họ một cái gì đó, viết dùm cho họ một cái đơn, làm dùm cho họ một cái, viết dùm cho họ cái bài tác bạch để họ cúng trai tăng cầu siêu cho cha cho mẹ họ, chứ không có nghĩa là phải là thuyết pháp đặc biệt, mà là những cái việc làm đó, đó là pháp thí. Thì tôi nghĩ rằng cái phương pháp này thì tất cả Phật tử chúng ta ai cũng tu được, chứ không có nghĩa là cục bộ mà chỉ là thuyết pháp không thôi. Thứ ba là vô úy thí. Chúng ta đọc cái phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa đó, thì Bồ Tát Quán Thế Âm có cái công đức của Ngài đó là vô úy thí. Chữ vô úy có nghĩa là không sợ, chữ úy có nghĩa là sợ sệt, mà chữ vô có nghĩa là không sợ sệt. Ta đem cái pháp, cái phương pháp làm cho người khác không sợ, gọi là vô úy. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm có cái hạnh nguyện này, cho nên là tất cả chúng sinh mà có cái điều gì khổ ở trong tâm của mình, ở trong gia đạo của mình, bản thân của mình, thì người Phật tử đó chắp tay niệm Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền nghe cái âm thanh đó đến cứu khổ, là vì Ngài có cái hạnh là vô úy thí, tức là đem cái pháp không sợ đó cho mọi người. Bây giờ tôi minh họa cái chỗ này để quý vị thấy rằng chúng ta làm được, chứ không phải là Bồ Tát Quán Thế Âm đâu. Nè, ví dụ như mình đi đường gặp con chó, hay là một người lớn hơn họ hiếp đáp cái người nhỏ, cái đó thì mình dễ làm lắm. Thế thì mình hiện diện của mình là làm cho cái đứa bé nó không sợ con chó, là vì có mình, có hiện diện của mình trước mặt đó, cái đứa bé nó không sợ con chó nữa. Là vì cái người lớn nó ăn hiếp đứa bé, rồi đứa bé nó khủng hoảng, nó sợ lắm, và có hiện diện của mình thì đứa bé nó không còn sợ nữa. Thế thì ngày xưa tôi lại có cái trường hợp thế này quý vị. Bố mẹ tôi đi ruộng hết, không có ai nhà hết, tôi còn nhỏ lắm, mà mỗi lần mà trời mưa trời gầm tôi sợ dữ lắm, tôi sợ dữ lắm. Thế thì trời chuyển mưa mà tôi thấy mà trời gầm, mỗi lần mà gầm đó xét một cái rồi mới gầm, tức là tôi sợ khủng khiếp lắm. Thế tôi mới chạy qua cái nhà ở cái bên, cái nhà cái bên nó cũng đóng cửa, bởi trời mưa họ đóng cửa tôi vào không được. Tôi qua một cái nhà khác nữa thì tôi thấy trong nhà có người chạy ra, tôi ôm cái người đó cứng lại. Mà phải nói là tôi tuyệt vọng rồi. Tôi nhớ cái hình ảnh đó tới bây giờ mấy chục năm rồi, tôi tuyệt vọng rồi. Thì cái anh đó, anh mới ôm tôi lại, anh nói em đừng có sợ, có anh, đừng có sợ nữa, đừng có sợ nữa. Thực sự tôi sợ quá chừng. Nhưng mà nhờ cái anh đó, anh ôm tôi lại, tôi không còn sợ sệt nữa hết. Thì lớn lên tôi đi tu rồi, tôi học kinh, học pháp, tôi mới biết được cái vô úy thí. Một việc làm rất là đơn giản. Anh đã không cho tôi kẹo, không cho tôi bánh, không cho tôi tiền bạc, không cho quần áo, không cho thức ăn, nhưng mà anh chỉ ôm tôi vào lòng, anh nói em đừng sợ, có anh. Thế là tôi vững tâm, tôi vững tâm, tôi không sợ. Mà mỗi lần mà
có một cái gì sợ. Tôi nhớ là cái hình ảnh cái anh đó mà anh ôm tôi lại như thế này là tôi mừng dữ lắm. Đó là một cái việc làm, thưa quý vị, rất là nhỏ. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ rằng một cái thằng bé nó lạc đường, nó đứng ở ngoài đường đó mà trời tối rồi, thì quý vị thấy rằng cái sợ của nó như thế nào. Vừa đói khát, vừa trời tối tăm, không có thức ăn, không có một người nào nương tựa hết, đó là nó sợ khủng khiếp. Tâm lý của nó bàng hoàng. Bây giờ có một người nào đó đến giang tay để giúp nó, thì nó cũng không cần ăn, nó cũng không cần quần áo, chưa cần lắm, nhưng mà có một người nào đến đó, người ta giang tay giúp đỡ nó có cái điểm tựa là nó hạnh phúc, nó sung sướng vô cùng. Phật tử chúng ta làm được việc đó, chứ không phải là như Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm là cái đại nguyện của các vị Bồ Tát, cái đó thì con người chúng ta, người thường của chúng ta không vói lên tới đó được đâu. Chúng ta nói cái thấp, cái mà con người chúng ta có thể làm được, đó là cái pháp vô quý thí. Thế thì cái pháp bố thí này Đức Phật chia làm bốn trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là chúng ta không bố thí mà chúng ta khuyên người khác bố thí là một. Mình không bố thí mà chứ tới khuyên ông A bà B, nói rải rải cùng làng cùng xóm, chỗ nào cũng khuyên người ta bố thí mà thật ra mình không bố thí. Đi làm dùm thế thôi. Cái này thì nhiều lắm á. Cái này nhiều chứ không phải không mấy ít đâu. Cái trường hợp thứ hai là ngược lại, là mình bố thí mà không khuyên người khác bố thí. Đây cũng là cái trường hợp cũng thường thường xảy ra. Tới chùa thấy quý thầy làm Phật sự, nói thầy để mình con thôi, không cho ai hùng hết đó nè, mình con làm thôi. Không biết làm chi vậy không? Thì mình làm để cho người khác họ làm, họ hùng hết, chứ mình dành mình làm không à. Rồi như vậy xong rồi thỉnh cái tượng Phật, rồi viết cái tên của mình ở trong cái chỗ cái tòa sen. Trời đất ơi, cái này cũng mệt dữ à. Hồi tôi mới về, tôi nhậm cái nhiệm sở đó, tôi còn nhỏ, mới 26 tuổi, thì tôi lên tôi lễ Phật, thì cái bàn Phật có một cái miếng đồng, bề dài nó 2 tấc, bề ngang nó 1,5 tấc, mà trong cái miếng đó nó đề là ông bà tên pháp danh bao nhiêu tuổi đó phụng cúng, tức là hai ông bà đã cúng cái bàn Phật, rồi làm cái miếng đồng đó gắn vô cái bàn Phật đó là ngay chỗ trụ trì lại mới khổ rồi, chứ phải gắn bên hông cũng còn đỡ. Tôi lên tôi dạ lại xong rồi sáng tôi nói mấy chú tụi con lên lấy cái vít, tụi con gỡ cái miếng đồng đó ra, rồi con đem xuống phố đó con làm y như cái miếng đó lại, nhưng mà nói người ta khắc cái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi tụi con gắn lại chỗ đó thầy. Thế là mấy chú tôi làm xong rồi thì ở trong hội người ta phát hiện được, người ta trách móc tôi. Người ta hỏi chứ tại sao hai ông bà đó người ta cúng, người ta biên tên trong đó, bây giờ thầy gỡ nó ra rồi ông bà hay được rồi mít lòng dữ lắm. Tôi hỏi chứ mấy đạo hữu làm Phật sự bao nhiêu năm rồi, người thì nói 20 năm, người nói 25 năm, người nói đủ thứ. Tôi nói trời ơi, làm lâu quá mà không biết gì hết trời. Thôi bây giờ đó quý đạo hữu mời hai ông bà đó lên gặp tôi giải tỏa cái này cho nghe. Rồi hai ông bà cũng lên, cũng giận lắm, ban đầu cũng giận lắm, cũng sừng sột với tôi lắm. Tôi nói là tôi gỡ chứ không phải mấy chú tôi gỡ đâu, hai ông bà an tâm đi, tôi ra lệnh gỡ đó. Bởi vì tối nào tôi cũng lên tôi lễ Phật, mà tôi thấy hai ông bà đó tôi lại hai ông bà trước rồi. Thì như vậy là hai ông bà tổn phước rồi, để cho tôi lại Phật chứ tôi đâu lại hai ông bà, mà hai ông bà phải lại tôi. Rõ ràng với hai ông bà là Phật tử, tôi là trụ trì. Không nè, nói về giới thì quý vị có 5 giới, mà tôi cụ túc giới thì quý vị phải lại tôi chứ. Thứ hai là cái sắc phục này của nhà Phật, tôi đắp cái y này là sắc phục của nhà Phật,
người Miên đó mà con đi tu về là cha mẹ lạy hết rồi, lạy hết trơn à. Họ nói rằng không phải tôi lạy con tôi mà tôi lạy cái sắc phục của nhà Phật, đúng không? Thì quý vị phải lạy tôi, tại tại sao tôi lạy hai ông bà là nghĩa sao? Cho nên tôi sợ hai ông bà tổn phước, tôi làm ơn tôi gỡ ra đó. Cái hai ông bà nói trời ơi vậy mà đâu có ai giải thích đâu, không ai giải thích hết, tưởng đâu làm vậy đó là hay đó. Nếu nè, như vậy đừng có cúng rồi biên cái tên mình ở dưới cái tòa sen Đức Phật, đừng có ghi trong cái bàn để quý thầy lại tội chết nghe chứ, đừng có làm. Bây giờ nói cái chuyện cúng nó chút, nó dài giọng chút quý vị nghe, chứ không nói thì nó thành ra là gì, biết mà không nói thành ra bất nhân, cho nên phải nói. Rồi ai có giận thì giận, cho pháp sư nó phải nói. cái thằng này nó ở đợ quý vị, nó nghèo lắm, nó đi ở đợ cho cái ông phú hộ đó, mỗi một tháng như là 20 đồng, một năm như vậy là 240 đồng. Thì hôm đó có một nhà sư đến để quyên tiền các chùa, không biết thượng tọa trụ trì nào có quyên không, không biết. Thì nhà sư cũng nghĩ rằng cái ông phú hộ này gia đình ổng khá, đến mình quyên chắc ổng cúng hơi nhiều chút, cũng nghĩ vậy chứ không có tham lam gì về làm cất chùa ấy mà. Nhà ông phú hộ này thì ổng không phát tâm, thấy nhà sư tới đó rồi ổng kiếm chuyện, ổng né qua né lại ổng đi mất. Thì cái thằng ở đợ nó thấy tội nghiệp, phú hộ keo kiết quá, nhà sư đi quyên tiền các chùa không cúng đồng nào hết mà ông lánh mặt không đi. Thì nhà sư mới đi ra, thì nó lấy nó thưa ông, nó nói thưa ông phú hộ, con ở đợ cho ông một tháng 20 đồng, một năm 240 đồng, nhưng mà con lấy 200 thôi, con cho ông 40, con cho ông, ông cho con lãnh một lần, con cho ông 40. Ông phú hộ này ông thấy thôi cũng được, bởi vì năm mà mình trả nó 240, bây giờ nó lấy có 200 nó cho mình 40, nó cho nó đưa cho nó chạy theo nó cúng cho cái nhà sư đó, cúng nhà sư đó. Rồi ông còn bắt nó làm giấy nợ, nó nói con đâu có biết chữ đâu, thôi đi gạch chữ thập làm cái giấy nợ ở một năm. Ông chạy theo ông cúng dường thì nhà sư đó mừng quá, rồi cũng không có mày tên gì tao viết cái phiếu công đức. Rồi cái anh này cũng hỏi chứ thầy cất chùa đâu, mai mốt khánh thành con tới con dự. Hai thầy trò nó cứ cúng vậy thôi. Về ngày cất chùa thì nó phải ở đỡ cho ông phú hộ chứ sao, nên có vài tháng cái nó bệnh, cái nó mù. Ông phú hộ kêu lên nó thôi mày đi đi, chứ mày mù đâu có làm việc được cho tao đâu, mà giờ mày ăn tốn cơm nó mày mù làm gì. Nó nói được chứ, không làm việc ở ngoài đồng ngoài ruộng thì làm việc ở nhà, rồi rửa khách tách trà cho ông, rồi quét bàn phòng khách cho ông, này con làm đang trừ cái nợ chứ con đang mắc nợ mà. Ông nói thôi cũng được, cái thằng này nó nói nhân hậu thôi để nó làm việc nhẹ. Trời ơi, nó đập bách tình bình trà cũng đập bể hết trời. Ông nói mày biết cái bộ trà tao là bộ trà gia bảo của ông cố nội tao để lại đó, mày đập bể hết trời. Mù có thấy đường đó. Thôi đi đi. Giờ đi đâu quý vị? Đi xin ăn. Nhưng mà trước khi đi đó thì nó yêu cầu ông phú hộ một điều là con còn mắc nợ ông, giờ con làm sao? Chứ nợ bây giờ không trả nó thì đời sau trả gấp đôi gấp ba lần đó, tội nghiệp con. Ông nói thôi tao cho mày, nó xé giấy nợ. Ông đem cái tờ giấy nợ mà nó ký chữ thập đó, ông xé trước mặt nó nghe, lỗ tai nó nghe được, nó lại ba lại nó đi. Bây giờ đi xin ăn á, đầu đình xó chợ làng này tổng kia đi, cuối cùng hết rồi gặp nhà sư đó, đi đường gặp nó. Nó đâu có thấy nhà sư đâu, nó chào nó hỏi, mà nhà sư thì nhìn thấy cái thằng này quen quen ở đâu đó. Bây giờ bổn đạo thì đông, như tôi giờ đó mà chào tôi có biết ai đâu. Nó vậy thôi, đông quá không biết ai hết. Nhưng mà nhớ nó ở đâu đây.
Rồi thì là trong cái ký ức mà cái hình ảnh này, cái chủng tử này nó còn lưu lại trong tiềm thức A Lại Da đó, cho nên ông còn nhớ được à, cái thằng này nó cúng chùa cho mình, tội nghiệp bây giờ nó mù, thôi thì ngài rủ nó về chùa ở, về ở với sư phụ đi con. Nó nói thưa ngài không được, thì con mù lòa mà về chùa ở thì ăn của đàn na tín thí con đâu có làm được, đâu có con đã tu hành đâu mà ăn của chùa mang tội chứ. Thôi con, thì ngài mới hỏi nói vậy chứ con ở ngoài đời con ăn của ai, bây giờ con cái thân tàn ma dại mù lòa này phải xin của người ta ăn chứ làm sao con tự làm được, mà con về chùa con ăn của thí chủ của đàn na đó là con biết niệm Phật, con đóng chuông, con trả được cái ơn đó. Còn ở ngoài đời đó con ăn của người ta mà con không làm được cái việc đó thì cái này nó, cái ơn này nó nặng lắm. Thế thì ngài giải thích cho cái thằng mù nó nghe được thì nó mới chấp thuận nó về. Thế thì ngài đưa nó về thì bổn đạo là phản đối. Trời ơi, chùa thì không có người, mà bây giờ thầy rước cái thằng này về thầy phục vụ cho nó còn mệt nữa. Thầy nói thôi kệ nó các con, ông bà mình nói là dù xây chín bậc phù đồ không bằng cứu một người toàn mạng. Thấy nó mù lòa tội nghiệp, thầy đem nó về nó giúp đỡ cho mình, cũng việc này việc khác cũng được chứ không sao đâu. Thầy bổn đạo cũng nghe, thầy trụ trì nói cũng nghe. Thế thì ở có vài tháng, quý vị, cái nó cùi, hai cái tay nó rút lại, cái bắt đầu nó chảy nước ra hết, không ai dám về chùa mà uống nước ăn cơm hết, bổn đạo bỏ lần lần. Mấy bà nói đó sáng mắt thầy chưa, hồi đó tụi con ngăn ngừa thầy không chịu, bây giờ thầy mang cái tội báo này về đuôi rồi, bây giờ nó cùi nó phun nữa đó. Thầy nói kệ nó, mình từ bi thì mình phải thương người chứ không lẽ bây giờ đuổi nó đi đâu không giờ. Ngài mới cất một cái chòi nhỏ nhỏ ở sau chùa đó, ngài mới nuôi nó, mà cũng không có ai rớ hết. Ngài bưng cơm cho nó, rồi ngài tắm giặt cho nó, ngài phục dịch cho nó chứ, bởi vì ngài biết nó cúng chùa, ngài biết cái ơn đó. Thì hôm nọ đó ngài có một cái trai đàn, ngài phải đi dự 3 ngày 3 đêm như vậy, ở nhà cũng không ai bưng cơm bưng nước cho hết, nó đói nó khát nó mò xuống cái ao nó uống nước nó chết rồi. Nà, cúng chùa mà mù, cúng chùa mà cùi, cúng chùa mà chết trôi thì ai dám cúng không, giơ tay lên coi. Tôi cũng không dám cúng luôn. Nhưng mà đó là màn một, cảnh một, còn cái màn hai, cảnh hai. Chứ ngàn đó là tôi hết ai dám cúng rồi đó nè. Ngày mới vớt nó lên rồi ngày chôn cất, rồi ngày bực mình lắm. Tại sao bực mình? Nó làm cái việc tốt như vậy mà trời đất không có mắt, thần thánh đuôi hết trơn. Cho nên ngày làm cái bộ bia, ngày cấm nó cái hàng giữa thì ngày viết tên họ, ngày sanh tháng đẻ nó, rồi hai bên ngày làm hai cái câu đối rồi. Trời đất không có mắt, thần thánh chẳng công minh, tức là ngày không tin cái nhân quả. Bởi vì ngài thấy trước mắt nó làm cái việc tốt thì đúng ra trời Phật phải là ban phước lành cho nó, chứ tự nhiên rồi nó làm cái việc đó mà trời đất đuôi hết rồi. Cho nên ông bực mình qua, ông biết là trời đất không có mắt, thần thánh chẳng công minh, rồi cấm cái bia đó. Chắc quý vị cũng giống vậy thôi chứ không khác gì hết. Bực mình quá. Rồi thế thì một năm sau, quý vị, nhà vua hoàng hậu sanh một hoàng tử, nhưng mà cái hoàng tử này có cái bệnh là phải chiều là khóc sáng đêm, rồi sáng nín, mà hai cái tay thì nắm chặt lại gỡ không ra, không cách gì ai gỡ, lực sĩ gỡ cũng không ra luôn, mà chiều khóc thì sáng nín. Thì các cái lương y trong triều này không có thuốc gì chữa được. Bây giờ có một quan đại thần lớn tuổi, có cái kinh nghiệm, mới nói với vua thế này nè: tâu hoàng thượng, cái bệnh của thái tử là bệnh nghiệp chứ không phải là bệnh thường, cho nên thuốc chữa không có được đâu. Bây giờ đó, theo ý của hạ thần đó, thì tìm một nhà sư tu hành đức độ
cao thâm, rồi ngày đến ngày hóa giải cái quan trái này, chứ còn cái thuốc của thế gian là không bao giờ chữa được. Nhà vua nói cũng có lý, thì khanh nói như vậy cũng có lý, chứ trọng trọng thấy kỳ quá. Tại sao rồi hai cái bàn tay nắm mà không mở ra, cũng không phải có tật nguyền gì, rồi trời tối lại là khóc cho cả đêm đó, cả trong nội cung thì không ai ngủ được hết, rồi sáng là nín à, vậy đó. Thì trẫm nghe cũng có lý, nên bây giờ trẫm viết một cái thư nha, rồi khanh đến cái chùa đó mời cái nhà sư đó. Thì trẫm nghe tiếng là nhà sư đó tu hành đức độ cao lắm, cả trong ngoài gì người ta đều kính phục, có lẽ nhà sư đó chữa cái bệnh này được. Thì nhà triều đình mới gửi một cái cho một người mang cái thơ đến cho nhà sư. Nhà sư hết hồn, hồi giờ mình biết niệm Phật, ăn chay làm lành, khuyên Phật tử tu, có hiếu kính với cha mẹ, chứ làm thuốc hồi nào bây giờ vua đòi mình vô trong triều đình mà chữa bệnh cho thái tử, được thì không nói gì, không được thì chém đầu. Lệnh của vua đâu có đơn giản, nhưng mà không thể từ chối được, cho nên họp bổn đạo lại mới từ giả. Thôi bữa nay thầy đi cái chuyến đi này, có ngày đi mà không có ngày về. Nếu mà thầy không về thì coi ngày này là làm đám giỗ nghe con. Tội nghiệp lắm, làm đám giỗ. Rồi ngày đi đến thì nhà vua tiếp đón trọng đại lắm. Nhà vua mới trình bày cái sự việc đó. Thì nhà sư nói, thầy đi cái chuyến đi này có ngày đi mà không có ngày về. Nếu mà thầy không về thì coi ngày này là làm đám giỗ nghe con. Tội nghiệp lắm, làm đám giỗ. Rồi ngày đi đến thì nhà vua tiếp đón trọng đại lắm. Nhà vua mới trình bày cái sự việc đó. Thì nhà sư nói, dạ tâu hoàng thượng đi, bần đạo không có khả năng. Từ hồi nhỏ lớn đi tu ở chùa chỉ biết một là ăn chay, niệm Phật, tụng kinh bái sám, cầu nguyện cho quốc thế dân an, khuyên bổn đạo, có hiếu kính với cha mẹ, có nhiêu đó thôi. Nhà vua nói nhiêu đó cũng lớn rồi đó, nhiêu đó lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu. Trẫm là ở cái ngôi thiên tử này mà trẫm chưa làm việc đó được, mà bằng nhà sư làm được cái việc đó lớn lắm chứ không nhỏ đâu. Thôi thì truyền lệnh cho tỳ nữ bế thay thái tử ra. Thì thái tử thấy nhà sư, thái tử cười, hai cái bàn tay xè ra, có nhiêu đó thôi, cũng không có tụng kinh mà không có thuốc men gì hết. Tức là thấy nhà sư cười xè cái bàn tay ra, thì nhà sư mới nắm hai cái bàn tay rồi nói, thấy trong này có cái câu là trời đất có mắt, thần thánh công minh, không nói mày chứ ai. Đúng rồi, mày chứ ai là cái thằng chết trôi đó. Ông đem lên nổ chôn mà bực mình á, bực mình nè. Cho nên tôi nói cái việc đó để làm chi, là chúng ta cúng dường là phải tam luân không tịch, có nghĩa là cái của cúng dường là một, con người mình là hai, và cái chỗ cúng dường là ba, vắng lặng thì công đức mới lớn. Chứ còn cúng mà viết cái tên vô đó thì thôi, không có chút nào hết. Viết rồi, cúng rồi còn viết cái tên vô trong đó. Cho nên tôi thì thưa quý vị cũng có cái tật, cái tật nó lớn hơn cái tuổi. Ai cúng thì cúng, chứ mà biểu tôi biên tôi không có biên. Ai có giận thì chịu chứ không có biên. Tôi phải chỉ cho Phật tử không nên. Như vậy là hai cái nghĩa, mình bố thí mà không khuyên người khác bố thí, hoặc giả là mình không bố thí mà khuyên người khác bố thí. Cái thứ ba là mình không bố thí cũng không khuyên người khác bố thí. Thứ tư là mình bố thí mà khuyên người khác bố thí, là bốn cách. Đức Phật dạy bốn cách. Giờ tôi lần lượt giải thích bốn cách cho quý vị nghe. Thứ nhất là mình bố thí mà không khuyên người khác bố thí là cái nhân. Cái nhân thì cái quả đời sau đó, thì chúng ta giàu mà chúng ta ở chung với người nghèo, giàu ở chung với người nghèo,
Thì trong kinh Bát Đại Nhân Giác đó thì có cái câu thế này: bần oán đa khổ, hoành kết ác duyên. Nhiều đó thôi, có mấy chữ đó thôi mà Đức Phật diễn tả được hết một cái khổ là người giàu ở chung với người nghèo. Ở sau chùa tôi đó có cái hai ông bà đó đến nó mua 3.000 mét đất, 3.000 mét vuông, cất một cái villa rồi rào dậu, rồi nuôi 4 con chó bẹt rê, kín đáo lắm, không quan hệ với ai hết. Mà cái xóm đó là cái xóm lao động, cái xóm nghèo thôi. Rồi con ấy, thì nó về nó mở karaoke, nó mở nhạc, nó mở hết công suất ở thiên hạ, ở bên cũng hết chịu nổi. Khuya nó đi chạy, nó đi gắn máy, nó chạy xe rồi nó mở bô, nó nẹt bô, nó chạy, người ta cũng hết hồn. Rồi bắt đầu với người ta ghét con họ đi cầu, cái họ bỏ vô cái bịch ni lông, cái họ giục qua nhà ông. Sáng bây giờ phải chửi, ngày mai cái nó giục vô 2 bịch cái chửi nữa, ngày mốt nó giục vô 4 bịch cái chửi nữa, phải giục vô 8 bịch nó chửi nữa. Thế là bán nhà đi luôn, hết chửi nổi, bởi vì từ điển hết ra. Chửi mà phải tra từ điển mới chửi nổi đó, mà trong từ điển hết rồi lấy gì chửi, cho nên bán nhà đi luôn. Giờ tôi nói cái chửi này quý vị nghe rồi. Thì cái anh Phật tử tôi có nuôi 2 con gà, gà mà cũng gà ác, gà trắng đó, nuôi để ăn cơm đổ đồ chơi vậy thôi. Chứ bên cạnh cái bà nó phải nuôi con chó, mua con chó thì nhiều tiền lắm, vậy phải nuôi cưng lắm, nó 4 tháng tuổi. Sáng cái mở cửa nó chạy qua, cái nó chụp 2 con gà của anh này. Anh này thì cái phản ứng tự nhiên mà anh sợ nó chụp con gà đi, cái anh mới guốc vô bà vợ anh để trước cái thềm nè, anh cầm chiếc guốc anh chọi cái con chó, trúng con chó cái nó chết lăn ra, đưa 4 cái cẳng lên ăn. Bà già bà nghe con chó bà thương, bà chạy ra trời bà chửi thôi hết thương. Ban đầu chửi trâu, chửi chó, chửi ông, chửi bà, hết chửi rồi tới chửi cái quân gõ mỏ tụng kinh. Ở đây có ai chửi vậy chưa? Không có. Chửi từ Đức Phật xuống mà ổng sằng tay áo rồi. Tính ăn thua đủ, bởi vì hai vợ chồng đêm nào cũng tụng kinh, bà nghe, bà nghe hai vợ chồng tụng kinh Phật tử mà. Cho nên bây giờ chửi đã rồi, không còn gì nữa, chửi cái quân gõ mỏ tụng kinh mà tàn ác, ổng hết chịu nổi. Thế bà vợ bà ở làm sao, bà nghe lùm xùm trước, bà đang làm việc ở sau bếp, bà ra bà nói: ông ơi, cái cơ hội này cơ hội vợ chồng mình tu á. Vậy cái bỏ tài áo xuống. Ngộ vậy đó, đang sân si vậy đó, nhưng bà vợ bà nói một câu: ông ơi, ông, cái cơ hội này cơ hội vợ chồng mình tu, cái thôi êm. Rồi con gái của anh mới đem con chó ra sau cái sàn nước á, nó lấy cái khăn nó nhúng nước nó đắp lại, lát cái nó tỉnh cái nó chạy về, cái thôi êm. Mà từ tháng 3, tháng 4 mà tôi đến Du Lan tháng 7 đó, 20 người mới gặp nhau ở sát vách, mới gặp nhau. Bữa đó 2 người gặp nhau ngoài đường đi chùa. Nghe bà có con chó đó, bà nói: chú Tám hay quá. Bữa đó chú Tám nhịn chứ, mà chú Tám mà không nhịn cho tôi, chú thành cháu cháu heo. Nghe anh Phật tử nói: thôi đi chùa bữa nay bông hồng cài áo. Đi để trễ giờ nữa rồi đấy. Cho nên là cái người nghèo mà ở chung với người giàu đó, họ có cái oán hận, mà cái oán hận nó vô duyên lắm quý vị. Hoành kết ác duyên. Chữ hoành tức là cái trong hình toán hình học nó có 2 trục, tức là trục tung và trục hoành. Hoành là ngang xương, tức là ghét, mà ghét không có lý do gì hết. Cho nên 2 cái giai cấp mà giữa giàu với nghèo luôn luôn lúc nào cũng xung đột. Cho nên người ta khuyến khích cho cái giai cấp nghèo này đấu tranh để rồi cuối cùng để được bằng nhau. Ta ham lắm, đấu tranh để được bằng nhau. Vì cái tâm lý mà người giàu lúc người nghèo lúc nào họ cũng có một cái mật cảm đối người giàu. Cho nên 2 cái giới này, giàu nghèo này, ở chung với nhau khó lắm.
mà cái nhân đó thì bố thí mà không khuyên người khác bố thí là cái nhân cái quả đó đời sau, tức là mình giàu mà mình ở chung với người nghèo khổ dữ lắm. Rồi cái thứ hai đó là nghèo ở chung với giàu. Hồi nãy là giàu ở chuyện với nghèo, nói vậy mình không bố thí mà khuyên người khác bố thí là cái nhân, cho nên á đời sau tức là mình nghèo mà ở chung với giàu nó cũng khổ, giống như ngược lại, hai cái này nó khổ ngược lại. Thôi cái đó quý vị dễ hiểu rồi. Cái thứ ba đó là không bố thí mà không khuyên người khác bố thí thì vì cái quả đời sau đó là nghèo mà ở chung với người nghèo, cả xóm này nghèo hết. Rồi con đau con bệnh mình đi mượn đó chừng vài chục ngàn không có, về dẫm cẳng cái xứ gì cái dân gì mà nó mượn mấy chục ngàn không có, ta nghèo trơn mà mượn gì. Cho nó mình tức giận mình nói cho nó hả hơi, với nghèo hết có gì đâu mượn. Cho nên nghèo ở dưới nghèo cũng khổ, rồi nghèo ở dưới giàu cũng khổ, mà giàu ở dưới nghèo cũng khổ. Cái thứ tư nữa là mình đời này bố thí mà khuyên người khác bố thí thì đời sau cái quả của nó là giàu ở chung với giàu. Cái này mới ngon à. Giàu ở chung với giàu đó nó lạ lắm, cái gì không có cần tiền mà cũng đem tới chỉ xài thoải mái đấy, xài thoải mái mà không cần tiền họ cũng đưa. Bởi vì sao? Hồi đó đó mình bố thí cũng khuyên cái bà đó bố thí, cho nên bây giờ mình ở với bà rồi tự nhiên bà đem tiền đưa cho mình không cần cũng đưa tiền xài, ngộ vậy đó. Còn cái người nghèo trời ơi, miệng mượn từng cắt từng đồng họ không cho, còn người giàu nó đưa tới miệng nó tới tay cũng không cần cũng đưa. Cho nên tôi thấy rằng quý vị có cái phước làm sao, tức là quý vị đã có bố thí rồi, bây giờ quý vị đến đây quý vị ở chung quanh là giàu không ai nghèo đó. Tức là một nhóm này hồi xưa đó mình rủ nhau bố thí, cái nhóm này là rủ nhau bố thí, cho nên bây giờ mình đã có tiền có của rồi. Bữa đó cái anh Phật tử anh chở tôi lên cái nhà mới của anh, mới cắt ảnh cắt là mười mấy triệu đô la. Thế thì tôi thấy cái xóm nó giàu không ai nghèo trơn. Dòm qua dòm lại xóm trước sao đông tây nam bắc là giàu trơn. Tôi nói hồi trước vợ chồng anh bố thí dữ lắm mà khuyên cái nhóm này bố thí nè, cho bây giờ anh lên anh ở chung quanh giàu với anh giàu không, thôi giờ ráng bố thí nữa đi, mai mốt giàu hơn. Vì cái nhân quả mà, tức là chúng ta học Phật là chúng ta phải tin nhân quả. Và chúng ta không sợ Bồ Tát, chúng ta không sợ Phật, không sợ Thượng Đế, không sợ thần linh nào hết, mà ta sợ nhân quả. Cái người Phật giáo chúng ta đó, đặc biệt cái là ta sợ nhân quả. Bởi vì ta làm cái nhân không tốt thì ta phải trả cái quả không tốt, chứ không có trời đất nào xen vô chỗ đó hết, mà do nhân với quả. Như vậy để quý vị thấy rằng cái pháp bố thí chúng ta nghe nói thì chữ đem tiền đem của cho người khác, nhưng mà thực tế ở trong cái việc ứng xử và sử dụng cái phương pháp này để tu tập đó, thì Đức Phật dạy bốn cái pháp đó chúng ta thấy hết sức là rõ ràng và hết sức là kỹ lưỡng, chứ không phải chúng ta nói khơi vậy thôi.